Hey, chào các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi bàn luận về một cái vấn đề, đó là tại sao bạn nên chọn máy ảnh thay cho camera phone. Nếu mà trước giờ ai đã từng đi chụp ảnh rồi thì chắc hẳn chúng ta đã từng nghe cái câu rằng là tao thấy là chụp bằng điện thoại còn đẹp hơn mày chụp bằng máy ảnh. Đó, câu đấy là mấy bạn nữ rất là hay nói. Vậy thì tại sao các bạn lại nói như thế? Và hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu bốn cái lý do là tại sao chúng ta lại nên chọn máy ảnh thay cho camera phone. Ok, thì đầu tiên sẽ là chất lượng hình ảnh. Thì chất lượng hình ảnh của máy ảnh mang lại tốt hơn rất nhiều so với camera phone. Máy ảnh có thể chụp lại một bức ảnh và xuất ra một cái định dạng thô hay còn gọi là file raw. Thì cái file raw này lưu lại những cái thông số thô nhất của bức ảnh lúc đó, từ ánh sáng tới nhiệt độ, màu của môi trường xung quanh nó đều lưu lại được và giúp chúng ta có khả năng hậu kỳ tốt hơn rất nhiều so với ảnh trên camera phone. Tại sao? Là tại vì trên camera phone này thì chúng ta mỗi khi mà chúng ta chụp ra một bức ảnh thì nó sẽ nén lại với cái định dạng có tên là JPEG. Thì cái bức ảnh này có dung lượng nhỏ hơn rất nhiều so với ảnh chụp trên máy ảnh. Nó chỉ từ vài trăm KB cho đến một vài MB, giúp cho tiết kiệm cái dung lượng bộ nhớ cho điện thoại của chúng ta. Nhưng mà cũng chính vì thế mà nó lại không thể lưu lại được những cái thông số chi tiết nhất cho bức ảnh đó. Và khi mà chúng ta đem ra để mà chỉnh sửa lại cái bức ảnh đó trên camera phone này thì nó sẽ rất là dễ bị noise, nhiễu hạt cũng như là các vùng màu sắc nó sẽ bị bệt lại, không chia rõ được những cái vùng sáng tối. Còn đối với ảnh RAW ở trên máy ảnh thì nó chúng ta có thể coi nó như là một cái món đồ còn đang rất là tươi, chúng ta vừa mới mua ngoài chợ về, chúng ta dễ dàng bỏ lên và chế biến nó thành bất cứ cái món gì chúng ta muốn. Đó là vì sao mà chất lượng hình ảnh ở trên máy ảnh luôn tốt hơn rất nhiều so với trên điện thoại. Tuy nhiên thì ngày nay đã có rất là nhiều những cái phần mềm bên thứ ba hỗ trợ cho chúng ta những cái công cụ chỉnh ảnh cũng như là chụp ảnh, nó còn bao gồm sẵn chúng ta những bộ filter rồi và hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái việc chỉnh sửa ảnh. Nhưng mà cái chất lượng hình ảnh đem lại sẽ không thể nào bằng được trên máy ảnh. Tất nhiên rồi, thì cái quá trình hậu kỳ trên máy ảnh nó cũng phức tạp hơn đôi chút so với trên điện thoại mà. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói đến khi mà so sánh hai cái camera này, đó là khi mà chúng ta muốn chụp ra một bộ ảnh với cái mục đích quan trọng hơn, ví dụ như là chụp lookbook này, chụp thời trang hay là xe cộ, chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian để hậu kỳ hơn, thì chắc chắn là chúng ta nên chọn một chiếc máy ảnh thay cho camera phone. Thực ra thì camera phone của chúng ta chỉ chụp đẹp nhất khi mà có một cái điều kiện ánh sáng tốt và đối với những cái chủ thể tĩnh. Còn đối với máy ảnh của chúng ta, ở mỗi cái điều kiện môi trường khác nhau thì chúng ta lại có những cái khả năng sáng tạo những bức ảnh khác nhau với những cái chủ đề nó khác nhau nữa. Đó cũng là một lý do vì sao mà chúng ta nên chọn máy ảnh thay cho camera phone, bởi vì máy ảnh của chúng ta sẽ có một cái khả năng tùy biến cao rất nhiều so với camera phone. Ok, tiếp theo đó là về cảm biến. Đây là một cái phần rất là quan trọng của mỗi chiếc máy ảnh. Vậy thì camera phone nào xịn nhất bây giờ? Vì tôi là một fan của Apple cho nên là cá nhân tôi thấy chiếc iPhone 11 Pro Max thật sự rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái kích thước cảm biến của ba chiếc camera này nó chỉ dừng lại ở mức 1 phần 3,2 inch, tức là nó bé hơn rất nhiều so với cảm biến ở trên máy ảnh của tôi đang cầm đây, đó là chiếc Canon 70D. Cái cảm biến trên chiếc Canon 70D này là cảm biến APS-C, nó sẽ vào khoảng độ 4 phần 3 inch, tức là nó sẽ hơn 1 inch cơ. Vậy thì cái kích thước cảm biến này nó có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hình ảnh hay không? Tất nhiên là có rồi, thậm chí nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ok, thì chúng ta hãy cùng thì tưởng tượng như thế này. Đây sẽ là cảm biến của chiếc máy ảnh này. Đó. Và đây sẽ là cảm biến của chiếc điện thoại của chúng ta. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là với cùng một cái diện tích cảm biến, nếu như mà số megapixel càng lớn thì có nghĩa là cái mật độ điểm ảnh đó nó càng lớn và cái điểm ảnh nó sẽ lại càng phải nhỏ lại để cho vừa với cái diện tích cảm biến này. Chúng ta hãy cùng để tưởng tượng. Đây sẽ là các cái điểm ảnh của máy ảnh. Đó. Còn đây sẽ là các cái điểm ảnh của điện thoại. Chúng ta giữ khác biệt gì ạ? Điều này có nghĩa là cái khả năng bắt sáng của cảm biến điện thoại nó sẽ kém hơn rất nhiều so với cảm biến máy ảnh. Còn trên cảm biến máy ảnh với cái mật độ điểm ảnh lớn như thế này, với cái kích thước điểm ảnh nó cũng lớn như thế này, thì đồng nghĩa với cái việc là cái khả năng bắt sáng của nó sẽ tốt hơn, ảnh nó sẽ bị ít nhiễu hạt hơn và chất lượng hình ảnh nó chắc chắn nó sẽ cao hơn. Đó, tôi chỉ giải thích sơ sơ thì các bạn hiểu thôi, chứ tôi không giải thích sâu, bởi vì nó đây cũng là một cái vấn đề nó khá là trừu tượng, nhất là đối với các bạn nào mà ít quan tâm về những cái nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Ok, sang phần thứ ba đó là về phần tiêu cự hay còn gọi là quang học. Chúng ta có thể hiểu sơ sơ đơn giản như là cái khả năng thay lens của chiếc máy ảnh. Còn với camera phone thì tất nhiên rồi, nó chỉ fix một cái tiêu cự của chúng ta thôi. Thì chúng ta hãy cùng quay trở lại chiếc iPhone 11 Pro Max. Sau tất cả thì cái cuộc chạy đua camera phone hiện nay nó cũng chỉ là đang cố nhét một chiếc máy ảnh vào một chiếc điện thoại bé tẹo như thế này.
Đó cũng là vì sao mà số lượng camera trên điện thoại ngày càng nhiều. Đi đầu thì có lẽ là chiếc iPhone 7 Plus với chiếc camera kép. Và ngay sau đó thì hàng loạt các hãng smartphone khác cũng bắt đầu nhét đống camera vào mặt sau chiếc smartphone của mình. Vậy thì điều đó để làm gì? Họ đang cố để tạo ra những cái tiêu cự dài ngắn khác nhau phù hợp với cả nhu cầu của người dùng. Ví dụ như là trên chiếc iPhone 11 Pro Max của chúng ta nó sẽ có 3 tiêu cự, đó là 13mm, 26mm và 52mm. Điều này nó sẽ giúp mang lại cái khả năng tương tự như zoom quang học trên chiếc smartphone của mình. Thay vì phải kéo giãn cái bức ảnh ra, hay chúng ta còn gọi là zoom ở trên điện thoại ấy. Trước giờ chúng ta cứ tưởng zoom trên điện thoại là nó sẽ đưa cái vật thể đó lại gần, nhưng mà thực ra nó chỉ là đang kéo giãn cái bức ảnh của chúng ta ra. Thì điều này nó sẽ khiến cho bức ảnh của chúng ta sẽ bị vỡ nét và có một cái độ chi tiết thấp hơn rất là nhiều so với zoom quang học. Tuy nhiên thì cái zoom quang học này máy ảnh đã làm được từ khoảng vài chục năm trước đây rồi, với các tiêu cự ống kính có thể rất quen thuộc với chúng ta như là 18-55, 16-35, 17-40, 24-105, 70-200, 100-600 các thứ vân vân mấy mây. Và chúng ta có thể chụp lại một bức ảnh từ rất là gần cho đến rất 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 là xa mà không hề bị vỡ nét một chút nào. Và thêm vào đó là cái việc lợi dụng tiêu cự và khẩu độ của ống kính giúp cho chúng ta có một cái độ sâu trường ảnh gần giống với mắt con người. Và đó là vì sao mà máy ảnh có khả năng chụp đẹp hơn rất là nhiều so với camera phone. Ok, và điểm cuối cùng, điểm số 4, đó là khả năng tùy chỉnh ISO, tốc độ và khẩu độ. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi sơ qua về ba cái thông số này. Đây sẽ là ba cái thông số vô cùng quan trọng quyết định lên một bức ảnh. Đầu tiên là ISO. Thì chúng ta hãy hiểu ISO là một cái độ nhạy sáng của cảm biến máy ảnh, hay chúng tôi còn hay gọi trêu đó là độ xịn của cảm biến. Nếu mà chúng ta để ý thì ISO ở trên chiếc điện thoại của chúng ta mỗi khi mà vào những phần mềm chỉnh ảnh ấy thì nó sẽ chỉ lên đến được tối đa là 1600. Còn trên những chiếc máy ảnh thì nó có thể lên tới 51.200, thậm chí là 102.400 hoặc là cao hơn nữa. Tóm lại là nó sẽ tùy thuộc vào độ xịn của cảm biến trên máy ảnh của chúng ta. Chúng ta hãy cứ hiểu rằng nếu mà độ nhạy sáng càng cao thì giúp cho bức ảnh của chúng ta sẽ càng sáng. Nếu mà chúng ta chụp vào ban đêm để mức ISO càng cao thì bức ảnh của chúng ta sẽ sáng hơn. Ok, và tiếp theo đó là tốc độ màn chập. Tốc độ màn chập là gì? Tốc độ màn chập tức là khoảng thời gian từ lúc cửa màn chập, tức là cái cửa cửa cảm biến nó bắt đầu mở ra và đón nhận ánh sáng đi vào cho đến lúc nó đóng lại. Đó là tốc độ màn chập. Thì trên camera phone nó sẽ tự động điều chỉnh cho chúng ta. Nó sẽ có cái tốc độ vào khoảng độ 1 phần 2 giây ở điều kiện trời tối nhất, cho đến 1 phần 1.000 giây ở điều kiện trời sáng. Còn trên máy ảnh thì tốc độ màn chập tối đa của nó thường sẽ lên đến 1 phần 8.000 giây. Tức là nó rất là nhanh, chúng ta sẽ không thể nhìn ra được là nó nhanh cỡ nào. Nó rất là nhanh thì nó cho phép chúng ta đóng băng chuyển động với một cái vật thể đang di chuyển rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần giơ máy chụp bạc phát, nó sẽ đóng băng cái chuyển động đó lại. Đó đó là điểm khác biệt giữa tốc độ màn chập của máy ảnh so với camera phone. Còn cái thời gian phơi sáng thì sao? Tối đa trên smartphone của chúng ta chỉ là 1 phần 2 giây, còn trên máy ảnh thì nó không có thời gian tối đa. Chúng ta có thể phơi sáng bao nhiêu lâu chúng ta tùy thích, chỉ sợ là thẻ của chúng ta không lưu được hoặc là pin của chúng ta sẽ không đủ để mà phơi thôi. Và đó là một sự khác biệt vô cùng lớn giữa máy ảnh và camera phone. Ok, và tiếp theo sẽ là khẩu độ mở của ống kính. Thì cái khẩu độ mở của ống kính này nó quyết định độ sáng cũng như là độ sâu của bức ảnh. Với cái khẩu độ mở càng lớn thì cái chủ thể của chúng ta sẽ càng được nhấn mạnh và cái nền ảnh sẽ càng bị blur mờ đi. Và cái khẩu độ này sẽ phụ thuộc vào ống kính ở trên máy ảnh của chúng ta. Và trên camera phone thì thường sẽ chỉ có sẵn một khẩu độ thôi, và nó sẽ vào khoảng độ f1.7 cho đến f2.2. Đó là cái khoảng khẩu độ phổ thông nhất bây giờ. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không thể tùy chỉnh được cái mức khẩu độ này. Tuy nhiên thì với một số những cái điện thoại Samsung bây giờ nó sẽ cho chúng ta, nó cho phép chúng ta tùy chỉnh vào sâu những cái thông số chi tiết. Còn với iPhone thì chịu rồi, chúng ta sẽ chỉ có thể giơ máy lên và chụp thôi. Vậy còn trên máy ảnh thì sao? Với những cái loại ống kính khác nhau thì chúng ta có thể tùy chỉnh được cái mức khẩu độ từ f1.2 cho đến f22 lận. Thì cái chủ động khẩu độ này nó sẽ là một cái điều vô cùng quan trọng trong chụp ảnh. Nó giúp chúng ta có thể dễ dàng nhấn mạnh chủ thể mà chúng ta muốn đưa vào bức ảnh và loại bỏ đi những cái thứ mà không cần thiết ra khỏi bức ảnh của chúng ta. Thì tất nhiên là trên đây chỉ là một vài những ưu điểm mà máy ảnh nổi trội hơn hẳn so với camera phone mà phục vụ tốt những cái nhu cầu riêng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Còn tất nhiên rồi, camera phone thì cũng đem lại cho chúng ta những cái sự tiện lợi cũng như là nhanh gọn mà không tốn nhiều thời gian hậu kỳ. Vậy thì với những cái ưu điểm mà tôi vừa nêu trên thì các bạn sẽ lựa chọn camera phone hay là máy ảnh? Chúng ta hãy cùng để lại bình luận ở phía dưới nhá. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm những video tiếp theo nhá. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.